chú thấy được Quang Dũng ngồi đâu không ta? À. Quang Dũng. Nó quằn nó đây nè. À, bây giờ là chú cảm nhận được rồi đấy. À, nó chung. Chú cảm nhận được rồi đấy. Nó rất là hay. Rồi, à bây giờ hello, xin chào các anh em. Thì như quý vị các bạn đã biết thì chiếc xe VinFast này thì vào rạng sáng hôm nay, bây giờ 12 giờ rồi, mình sẽ tiến hành bàn giao chiếc xe. Rồi thì sơ lược qua thì chiếc VinFast mình nhận tại Vincom Quảng Ngãi ha. Thì đã làm cho nó một cái hệ thống âm thanh rất là đặc biệt ha. Thì ở đây thì mình có làm lại modify lại một xíu. Chủ xe thì đây là tên của con chủ xe. À, và cái thiết kế của nó ở đây ví dụ như là bộ xử lý đến từ Audi Son của Ý ha. Đây là cái tụ điện đến từ hiệu DBRI của Mỹ, và đây là cái sub head 12 inch cho chiếc xe VinFast. Thì sơ lược qua thì sau khi mà mình cân chỉnh xong bằng đôi tay thì mình có một cái thiết bị nho nhỏ này, thiết bị nho nhỏ đến từ Ý, và mình sẽ kết nối với lại một cái micro mình đặt ở phía bên trong xe để đo đạc lại, gọi là có cái để mà gọi là khoa học. Thì sau đây thì mình không phải chờ lâu nữa, mình xin phép mời chú chú đến từ Phú Yên, chú Tuấn. Thôi dạ, giờ chú cháu mình lên nghe nhạc rồi sau đó mình con giao xe chú. Con mời chú qua bên tài xế nhé. Chú cũng xa xôi, chú ghé đây thì bây giờ mình thưởng thức sơ qua về âm nhạc một tí xíu. Thì ở đây thì con có rất là nhiều nhạc thôi, để con cho chú nghe cái album này đi. Cái album mà hồi nãy con cũng cho chú nghe thử một vài bài trước đó. Đây, album này. Chú nghe thử bài bài Su Mơ nha. Rồi, mình à. Chung theo với tháng năm, giữa bao nhau tôi.
chiều nào giữa chốn đây hồn cầm lắng buông bài này á, chú thấy không? Nó thiên nhiên, nó hòa quyện á, mà chú nghe được nó cái không gian của nó, chú cảm nhận được cái người nghệ sĩ người ta ngồi đâu. À, đây là cũng như giống như là một cái sân khấu vậy. Dạ. Giống sân khấu. Giống một cái sân khấu thu nhỏ chú. Phát chép âm thanh là hay quá. Dạ. Thôi bây giờ mình thử một cái khác đi. Bây giờ con thử chú một cái bài bolero của một ca sĩ trẻ đi. Ca sĩ đây, cái bài này mình nghe thử nhé. Cũng có thiên nhiên hòa quyện vào. Đúng rồi. Cái bài đầu á là con mở là để coi thử là cái dòng nhạc á, nhiều lúc mà chú nghe nó có thể nó hay nhưng mà chú không thích. Đúng bởi rồi. Vì là cái tiếng ca của cô đó nhiều lúc là cô hát cái giọng có hơi nó dài quá. Là chú có thể là chú thấy nó cũng hay nhưng mà nó không thích lắm. Nhưng mà bolero nó lại hợp. Thì bây giờ mình thử đi, mình thử thêm một cái ca sĩ nam nữa thử. Thì ở đây con có Bằng Kiều. Bằng Kiều anh hát hay lắm. Chú nghe thử đi. Bài mình nghe thử bài Niềm Phút Cuối nha. Hôm nay là
dù trong mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió có xa lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Dựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời. Tìm môi nhau, cho nhau giã nát. Giờ chú nghe mấy cái xe bình thường nó cũng sao á. Sao đây, vào đây nó hay quá. À mà cái này đó là cái này mình sẽ chỉnh được. Bởi vì là chú đứng tuổi rồi, chú có thể là ví dụ như chú bấm vô này nè, con chị chú nè. Chú thấy sấp không? Thì chú trừ chú S á, chú trừ 6 cho con. Bởi vì là mình trừ 6 á hoặc là trừ 7 á thì cái bass nó sẽ giảm xuống một xíu, bởi vì là thường những người đứng tuổi như chú thì mình thích nghe nó vừa đủ thôi. Đúng rồi. Nãy là con chỉnh là con để coi thử. Chứ nói chung là nó cũng hay nhưng mà bass nó hơi nhiều. Bass nhiều quá, đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ con hạ lại là đúng nè. Con thử chú bài khác. Cũng đầu này rất là nhiều bài hay, rất là nhiều album này. Con cái này là con mua. Con mua bằng tiền để mà. Bây giờ con cho chú nghe Vũ Khanh. Vũ Khanh. À, tiến đưa. Một nụ cười thôi cũng
cái âm thanh, chú quan trọng cái âm thanh. Chú thích nghe tiếng nhạc cụ nhiều hơn đúng không? Nhất là mấy cái tiếng là, đúng rồi. Những cái nhạc cụ nhiều rồi đó, nó phối âm nghe. Ngoài âm phối khí lại đó. Để con kiếm cho chú cái bài nào mà nhạc cụ nó hơi nhiều xíu. Để con coi. Đây. À, có Tuấn Ngọc nè. Không, mình nghe Tuấn Ngọc thì mình nghe bài khác đi. Nghe Riêng Ngọc Trời bài. Đây. Mỗi bài mình nghe một xíu. Mấy cái nam ca sĩ ha, cái giọng trầm. Giọng trầm. Quang Dũng, có Quang Dũng không ta? Đây. Quang Dũng rồi. Còn có cái album không? Để con vô cái này. Cái này có Quang Dũng. Chú lại thích giọng trầm hơn là giọng nữ. Giọng nữ chắc chú cũng nghe nhưng mà nó cũng ít. Đây để con vào cái album này. Trong này có cái bài này rất là hay của Hoàng Dũng. Ở đây nhiều bấm. Đây nó rất là nhiều. Đây là cái bấm con tuyển. Đây. Rồi mình nghe thêm vài bài nữa đi. Thì nói chung là chú cũng lựa chọn cái bộ loa hay nhất châu Âu năm nay đến từ thương hiệu của Đức. Thì sau một khoảng thời gian chú nghe nó vừa cái tai, nó hợp với tai. Bởi vì là hồi giờ chú cũng chưa nghe cái thể loại nhạc mà âm thanh hay như thế này. Thì chú nghe sau một khoảng thời gian thì con có nói hẹn với lại cái anh con chú rồi. Anh rảnh anh sẽ đi du lịch thì anh ghé ngang tạt ngang qua đây thì khi đó cái loa nó mỏi. Nó cũng rô đai như xe máy vậy. Thì mình sẽ fine tune lại thì nó sẽ ngọt hơn nữa và nó phù hợp hơn với cái kiểu nghe của chú. Rồi thì đây mình cùng nghe cái ca khúc của Quang Dũng này. Rồi
anh sẽ đưa em về nhà. Nhà của đôi ta xinh xinh nhỏ bé, có vườn rau xanh ngắt ngoài ô, có mùa mưa hay nắng mộng mơ, cây me già trong ngõ, hoa lá đổ về khuya, mùi hương lối xóm bay đi chân trên. Rồi đây ta sẽ đưa nhau về nhà, về miền quê ta thơm tho mùi lúa, có cầu ao yên giấc ngủ trưa, có đồi non êm ái cỏ hoa, con sông nào đưa lối, tiếng hát nào chơi vơi, biển đông vỗ sóng. Về nơi công viên yên vui lặng lẽ, hãy ngồi đây ghế đá ngày xưa, dưới đồi thông có gió lâng lơ, con chim nào thường hay hót, con bướm nào thường hay bay, về đây với những thương yêu hàng ngày. Ý như cái bài này chú nghe chú thấy được Quang Dũng ngồi đâu không ta? À. Quang Dũng nó quăng nó đây nè. À, bây giờ là chú cảm nhận được rồi đấy. À, nó chung, chú cảm nhận được rồi đấy, nó rất là hay. À. Rồi à, bây giờ con để coi con cho chú nghe thử anh này. Chú có hay nghe nhạc nước ngoài không ta? Chú có hay nghe nhạc nước ngoài không? Thỉnh thoảng thôi đúng không? Thôi bây giờ nghe cái bài này đi, nghe lại cái bài này đi. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương người, dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài, mặc người ai quen ai, hãy cho nhau một lời, dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời, dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài, mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời, dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vô. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trọn đời vẫn cứ đi đi hoài. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời, dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài, mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời, dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi.
bản thân ơi, cố gắng yêu thương người. Dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc người ai quên ai, hãy cho nhau một lời. Dù là lời nghe chua cay, lời thoáng qua tai. Bản thân ơi, cố gắng yêu thương đời. Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vô. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, chọn đời vẫn cứ đi đi hoài. Bản thân ơi, cố gắng yêu thương đời. Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Cái bài này chú nghe được hết ca sĩ không? Ba ca sĩ à? Đúng không? Nói chung là chú nghe sau thời gian chú sẽ nghe được cái tiếng lấy hơi, cái hơi thở của người nghệ sĩ. Rồi chú nói chung là chú nghe thời gian mà nó sẽ nghe được ra nhiều cái âm thanh lạ mà trước giờ mình không được nghe. Thế nên nó hay. Hồi trước ví dụ như mình nghe thì nghe lo đây đi. Ba ca sĩ hát không lo mình nghe. Nghe gốc à. Nó nằm gốc à. Không phân biệt được. Thì ca sĩ nữ ngành này. Bên nhạc là nó rải rải á. Nói chung là nó sẽ cho mình giống như là mình đi thuê ca sĩ với bên nhạc. Đúng. Giống như dàn nhạc nè. Nghe mình thấy cảm nhận được như đối diện nè. Nói chung là cũng khuya rồi. Nói chung là cũng cảm ơn chú nhiều. Nói chung là chú thì cũng mê nhạc rồi, có anh con trai anh cũng biết chú là đam mê rồi, anh cũng tìm tới tụi con. Sao anh cũng tìm hiểu tới tụi con á, cũng qua vài cuộc trò chuyện thôi, nhưng mà anh cũng nói chung là chú anh cũng tin tưởng rồi giao cho tụi con hoàn thành chiếc xe. Thì cũng thời gian thì cũng gần Tết, cũng khoảng 10 ngày. Nói chung là một lần nữa là cảm ơn chú. Thôi nói chung là trước mắt thì con giao chiếc xe. Rồi có vấn đề gì thì chú sau thời gian đi, con liên lạc với anh. Đúng rồi. Con hỏi anh thử là chú trải nghiệm của chú như thế nào. Thường là con rất là quan tâm tới những trải nghiệm của người khách để mà mang tới cái chất lượng nhất cho khách. Thì ở đây chú có lựa con cái bộ loa bộ loa hay của năm nay rồi. Thì nói chung là về cái thiết bị không phải bàn cãi nữa rồi, còn lại là cái phần về xúc cảm sau thời gian mình nghe, cũng như là ví dụ chú nghe sau thời gian chú thấy thiếu cái gì chú nói lại với lại anh sẽ báo với con, thì con sẽ giải quyết được cái vấn đề cho chú. Thôi cảm ơn chú rất nhiều. Cảm ơn con đúng nha. Rồi bây giờ chú mới về phú yên lại. Dạ con xin phép. Dạ.